Anh em nha, em chào mừng anh em, chào mừng cô chú đến với kênh Nem Sắt Đức Thắng nha cô chú. Tối nay là ngày 20 tháng 10, em lên một ít cái đầu máy cắt cỏ rồi máy xăng, nhờ anh em cũng như cô chú tham khảo nha. Cái này em lên cái mẫu thôi cô chú. Cái con tiếp tục, hồi nãy em quay ba video trước là tới số 15 cô chú, nãy 15 hay 16 không? 15, con số này là số 16 cô chú. Cái này là em lên cô chú một con máy gato, máy mới cô chú, hàng thùng á, nhưng mà bên em trưng bày nó lâu ngày á, rồi nó mất cái thùng, nó mất cái thùng nên bây giờ em bán rẻ cô chú mình nha. Đặc biệt là máy chưa xăng nhớt cô chú, nó bị bụi nè. Trước tiên cô chú nhìn thấy cái cán nè, còn này trong thùng mới bóc ra nè. Để em quay ngồi gần cho hai cô chú nhìn ha. Cái này gato mà một đời là một cái bình xăng nó có cái sọc ngang, còn cái đời này nó không có sọc. Cái này là chắc chắn với cô chú là máy hàng thùng cô chú. Bữa hổm là em có mở ra em test cái video trước một lần, hôm nay em quay lại cho cô chú là em xả hàng cho cô chú ha. Cái này thì bên em có đổ xăng vô để test thử trong cái video trước nè, em chưa hút xăng ra, nhưng mà nó cũng còn xăng khúc mà em không biết là nó có tới được cái, nó hơi hụt cô chú. Còn cái chốt đâu quá thì còn buộc theo cái đuôi luôn vậy nè, nhưng mà bị cái này em trưng bày nó lâu quá rồi nó mất cái bọc với nó mất cái thùng, nên giờ bữa nay em bán, nói chung là bán sổ bán lỗ đây cho cô chú. Cái này nó có số sườn số lốc là 5600200, nó dài quá cô chú ơi. Cô chú nào nhớ thì cô chú chụp cái màn hình lại giùm em gì ha. Cái cốt nó quăng bên em hoàn toàn là chưa mở dây ấy ra đó nè, chưa mở dây rút mà còn nhớt thì bên em không có quay một lần, là nhớt bên em có đổ vô để mà test cho cô chú nhìn đó. Còn máy này chưa từng đem xuống sông chạy lần nào cô chú, nó mới nguyên thủy nó đó, không khối nó gì đây, chụp cò đem nguyên thủy, nắp chụp cò hết sức dày dặn. Những cái này là nó giá nó tầm trung cô chú. Cô chú nhìn cái boe nó, nó thiết kế hai lớp, một cái lớp ngoài là nó lọc bụi nè, ví dụ như cái này cô chú lên cô chú chạy những cái vùng nào nhất là gác đầu mới xới rồi á, mới bắt dòng rồi thì bụi. Cái này nó có thiết kế nó rất là chắc chắn luôn, là nó hai lớp. Còn mình xăng nó nói chung là nó nguyên thủy hết cô chú. Giờ để em nhờ thợ em test hàng cho cô chú mình nha. Làm giật luôn anh nhìn. Cái này để ngoài nó hơi thất bại, cái là cô chú mình thấy nè. Xét bằng ra. Để em căng giật được không? Nhảy số ký. Để nó nhảy. Lấy cái gì lót luôn mày, kiếm gì lót coi. Nguyên móp nó luôn. Cắt chưa? Máy dùng ba người đè, ba người giật nè cô chú. Nghiêng cái bình xăng quá quá chắc từ con nghiêng vậy. Cái này chắc thứ nhất là xăng nó thiếu nè, để em quay lại cho cô chú nhìn ha. Cô chú nhìn lên là gươm lại đẳng bừng cái máy Honda mới đẳng lại luôn. Xăng nó bị hụt rồi cô chú ơi, xăng nó bị hụt. Cái này cô chú nào có chốt thì bên em sẽ đổ xăng, mình có xăng ở đây không thừa? Hết chân xăng luôn rồi. Là sẽ xúc lại cái bình xăng con cho cô chú nha. Em nghĩ cái bình xăng con chắc không phải này, sợ hết xăng quá. Rồi còn cái này là bên em bao mới hoàn toàn cô chú nha, chỉ có thử test tại chỗ cho cô chú thôi chứ hoàn toàn là chưa có sử dụng, chưa có sử dụng lần nào không cô chú. Rồi em cũng xin báo giá cô chú mình nha, cái này là bán lỗ luôn.
Cái này em tính cô chú là 2.4 triệu em bao ship. Còn cô chú nào mua tay giỏ em tính cô chú là 2.3 triệu. Đó là máy này Gato GX200 là 65 cốt thẳng cô chú. 65 cốt thẳng. Còn cái mẫu này là mẫu mới trong thùng nữa nè. Trong thùng thì em quay lại ngoại hình cho cô chú mình nha. À, giống như cái máy này thì bon như máy này nè, nhưng mà cái đời nó nắp chụp cò đen. Cái này là nắp chụp cò đen, còn cái này nắp chụp cò trắng cô chú. Nó là gì đây đó. Cái này cái Gato thì cái thương hiệu này cái giá tiền nó tầm trung. Rất nhiều cô chú xài cái dòng này với Hyundai nè cô chú. Thứ nhất là giá tiền nó phù hợp với bà con lao động á. Nó không có mắc, nhưng mà nói về cái độ bền thì nó cũng, nói về độ bền thì nó, nói về bền quá thì nó không quá cô chú, nhưng mà nó vô dạng là nó tốt so với cái túi tiền mình bỏ ra. Này lốc đồ này kia nó rất là dày dặn luôn, rất là chắc chắn. Thiết kế cái mẫu mã chụp giật là rất là ok luôn á, nhìn nó rất là ngầu. Còn cái máy này thì bên em bán hiện tại là 2.750, còn bao ship là 100.000 đó cô chú, là 2.850 là cô chú sẽ nhận được hàng cái máy Gato thứ gì. Còn cái này thì em thu hồi vốn nè, bán lỗ chứ không phải thu hồi vốn. Cái này là 2.850 em bao ship cô chú, mẫu Gato này ha. Cái này là 6.500 cốt thẳng cô chú. Rồi nhờ con bỏ vô thùng đi con trai, để ngoài thời gian báo lâu lỗ nữa út la chết. Cái này là hàng mới, hàng thùng cô chú. Đó là thùng là gì đây, một khi em trưng bày để lâu quá thì em bỏ lạc mất cái thùng. Rồi tiếp tục cô chú là một con máy trưng bày nữa nè. Con máy này là con máy Honda Yokohama. Yokohama cô chú, hàng mới mà mình trưng bày nó cũng mới bị mất cái thùng nữa nè. Đó, mất cái thùng, máy này chưa săn nhớt cô chú, chưa có nhớt trong đây luôn. Cái này thích hợp cho cô chú nào mà đi giăng lưới nè, rồi đặt vớn nè, kéo nén phun thuốc nè, rồi mình chạy đưa rước con đi học. Nhưng mà với một cái giá tiền là hết sức là bình dân cô chú. Cái này là dạng máy bình dân nhất Yokohama, có dập nổi cái chữ trên đây luôn cô chú. Cái dòng máy này nó rất quen thuộc với bà con nông dân mà dạng có thu nhập thấp à. Mình mua máy mà mình để xong đồ này mình xa nhà là mình không có sợ á, thì những cái máy này đáp ứng được cô chú, vì giá thành nó rẻ. Cái này là hoàn toàn chưa săn nhớt cô chú, Yokohama. Cái này là cốt xéo tôi chậm, cái này cô chú về chạy nén phun thuốc cũng được, hoặc là chạy xong đưa rước con đi học cũng được. Cái độ bền thì nó không có cao, nói chung là tiền nào của nấy cô chú. Có thể mình xài 1-2 năm, còn có một số bà con kỹ thay nhớt thường xuyên ha, rồi mình chạy mình không có móc ra tay thì cô chú xài vẫn 4-5 năm là chuyện bình thường. Còn nếu mà máy nó vô dạng này mà mình xuống mình chơi cứ ra tay mình thọt cái tay vô đây mình móc thì giờ thời gian cái nó đưa tay ra nó chào mình luôn là lúc đó nó bể lóc rồi đó cô chú. Em nói đưa tay chào cái nào em nói thì nói, em chơi nó nói thiệt không à. Có một số anh chị có thể là không bán hàng không dám nói giống như em thì cái này có sao có vậy. Còn có máy này em cũng xin báo giá cô chú ha. Cái này em bán tại chỗ là 1.7 triệu, còn em bao ship cô chú là em tính cô chú 1.8 triệu, tặng kèm cho cô chú bị này nó mất thùng cô chú, một cây chìa khóa 13 với cây chìa khóa 10 ha. Cái máy này là 1.8 triệu em bao ship toàn quốc cô chú. 6.500 cốt xéo tôi chậm. Đây một cái máy thùng nữa đây. Cái máy này cái mẫu mã nhìn nó đã cô chú, nhìn nó lực, nhìn nó rất là lực. Daka này em có cái này là trước tiên nó là DK200 65 cốt thẳng thôi chú. Máy thì nó dày vậy nè, đùng nó rất là dày, lóc rất là dày dặn luôn, chắc chắn. Cái này là hàng thùng cô chú. Cái này nó để ốp tăng đa, ốp da băng, cái này em dịch không được. Nói chung là mình biết cái công nghệ của Nhật thôi chứ mấy chữ kia em hoàn toàn em không biết. Còn anh em con cô chơi, anh em cô chú cô chú nào mà gần chữ thì biết, còn em là hoàn toàn em không biết cái này cô chú.
nhưng mình chỉ biết là những cái máy này nó vô dạng tầm trung dành cho cô chú nào anh chị có cái thu nhập trung bình đó, kinh tế mình nó nói chung nó cũng chưa được dư giả nhiều, thì nhờ cô chú tham khảo những cái dòng máy bình dân này ha. Thứ nhất về lốc thì nó rất là dày, nó dày hơn so với thằng Yokohama nãy lắm cô chú. Nhờ con mở này ra con trai, máy này chưa săn nhớt cô chú nhớ lưu ý giùm em nha, chưa săn nhớt. Rồi mà đã thiết kế được cái bình xăng hai lớp này rất là ngon luôn nè, rất là dày, cô chú nhìn lốc nè đó. Cô chú nào muốn mua những cái máy mà tầm trung tốt hơn Yokohama nãy cái máy nãy em mới quay thì cái này là cái sự lựa chọn kế bên nè cô chú. Lốc dày đáp ứng được cái độ bền của cô chú là tương đối nha. Đó, ngoại hình nó thì vừa đây, cái máy này nó em dù của cái thằng Hyundai cô chú, nói về độ bền. Rồi nhờ con mở cái bình xăng cho cô chú mình nhìn nè, rất là dày dặn cô chú, bu lửa đâu rất là dày. Đây xăng là bên em hoàn toàn chưa đổ luôn, bị dắt này em hết xăng này cô chú, thấy còn xăng em mở ra em test hàng cho cô chú mình luôn. Rồi em cũng xin báo giá cho cô chú mình nha, cái máy này em bán tại chỗ là 2.3 cô chú, còn em bao ship toàn quốc cho cô chú là 2.4, là dòng 3K 6.5 cốt thẳng. Cái này cô chú xịt nén cũng được, chạy xong đưa con đi học thì cũng rất ok. Nếu mình không có đủ tiền mua cái máy 5-6 triệu thì cô chú mua những cái máy này thì mình có để xong hoặc mình chắc nước mà ruộng thì mình cũng đỡ lâu hơn. Cô chú nhìn cái cán giật này nè, cái dày cán giật này nó thiết kế cái này là nó chống bể, khi mình giật có một số máy mà sau khi mình xài nó cũ lâu ngày á, cái cán giật nó giòn, còn cái cán giật này cán giật dẻo nè, cô chú xài nó không có bị bể giống như những dòng máy khác. Rồi 2.4 là bao ship toàn quốc cô chú. Rồi tiếp tục nhờ con lên cái Yokohama, nãy mới nhắc Yokohama là con lên cô chú mình cái Yokohama này. Yokohama thì em mới cái gì thừa, em có em về trước đi rồi, cái gì mời nấy mời tính cho anh em nha, để có vợ con rồi về trước đi. Đâu có liền vậy. Đây nãy mới nhắc cô chú là Yokohama thì giờ em quay liền cô chú Yokohama đi. Cái này là Yokohama GX 200. Cái này cốt thẳng tu nhanh cô chú. Cốt thẳng tu nhanh. Cái dòng máy này thì cô chú nào mà đi sông nước thì chắc ăn là biết nữa đó, vì cái giá thành cái túi tiền thôi mình chạy xong rồi thấy người ta chạy lừ cái chân, là vì do cái giá thành nó rất là rẻ, nó rất là rẻ, mình mua mình chạy 1-2 năm nhưng nó ví dụ trường hợp 1-2 năm nó hư mua máy khác cũng được đó. Nhưng mà máy này nếu mà cô chú xài kỹ ha, kỹ xăng nhớt em vẫn thấy có người xài được 4-5 năm cô chú. Khu điểm có lớn nhất của dòng Yokohama này là cô chú mua cái giống gì cái máy này nó cũng có vậy, từ thùng xăng, bô e, bô lửa, nắp phi lắp, chụp đích, nói chung là tất cả bên những cái phụ kiện bên đây em đều có bán hết cô chú. Cái gì mình cũng có chứ, dòng Yokohama này nó thịnh được con cái đó. Đó, ưu điểm lớn nhất của nó là đồ đạc nó rất là dễ thay. Rồi em cũng xin báo giá cô chú mình luôn nha. Cái dòng này là cam sắt nè cô chú. Em lấy cái loại 1 là cam sắt chứ không phải cam mũ ha. Cái này em bán cô chú tại chỗ lần 3, còn em bao ship toàn quốc cô chú lần 4 cô chú. Bao ship toàn quốc cô chú lần 4, còn em bán tại chỗ lần 3. Cái này em chỉ quay mẫu cho cô chú nha, còn cô chú nào mà mua máy cần test máy thì bên em sẽ test trước khi cô chú mình nhận hàng ha, tức là em sẽ quay một cái video test máy cho cô chú, rồi cô chú chỉ việc nhận hàng đổ xăng nhớt cho cô chú test lại lần nữa ha, rồi cô chú thanh toán với shipper. Còn hiện tại cái này thì em đang bán tại chỗ là 3 nè, em bao ship toàn quốc là 4. Yokohama 6.5 cốt thẳng tôi nhanh. Rồi con chùm nó đi đó. Nó còn rất nhiều dòng máy đó, cô chú em để tùm lum ta la chứ, để thì không có quay được cô chú. Hai ngày nay không có lên máy dầu mà cô chú chốt ngồi cũng được mấy cái. Còn cái này là máy Hyundai nè,
Quỳnh đây, những cái thương hiệu này thì cô chú cứ an tâm mà sử dụng ha. Chắc chắn với cô chú nếu mà có thu nhập tầm trung thì cô chú như mua những cái thương hiệu gì nè, nó có, nói chung là dùng chữ nó có tai tiếng trên thị trường, cô chú là mua thứ nhất là mình không sợ lầm, thứ hai về chất lượng thì cái tên tuổi nó đã có, nó gắn liền với cô chú ơi, không có sợ gì chất lượng mà cũng không sợ lầm về giá luôn. Chủ yếu là những cái người bán hàng như bên em, người nào mà bán lời ít lời nhiều thôi, chứ giá chắc chắn cô chú mua không bao giờ lầm. Cái này là Hyundai HE210, nó là 7 người gửi cô chú, 7 người gửi bê tông, nó là 70 ly á. Em nhớ nó 70 ly, em nhớ là gì đó. Cốt xéo tôi chậm. Thông thường nếu cô chú xài 6 người năm thì nó bê tông là 68 ly. Còn cái này là 210 là nó 7 người năm cô chú. Cái dòng này thì chắc em khỏi cần giới thiệu nhiều cô chú nha. Thứ nhất là cái độ bền nó đã có trên thị trường, cái thương hiệu nó rất là lớn rồi. Từ xe nè, rồi máy nè, nói chung là rất có nhiều mặt hàng, những cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng. Cái này nó được xuất xứ từ Hàn Quốc coi chú, xuất xứ từ Hàn Quốc, nhập nguyên chiếc chứ không phải là công nghệ Hàn Quốc coi chú. Cái này là từ nước ngoài mà ta nhập về, đồ nó rất là dày dặn luôn. Cái này là hàng mới trong thùng coi chú, cái này em được cái nguồn lấy nên cái giá nó chắc chắn với cô chú là nó sẽ tốt nè. Cái này máy là hoàn toàn mới, đồ rất là dày dặn luôn. Cái thương hiệu, những cái thương hiệu này cô chú xài là cô chú chỉ việc an tâm thôi. Cái này là cốt xéo tôi chậm cô chú ơi, cốt xéo tôi chậm, đồ nó thì em không cần phải mà cô chú nào đã xài rồi thì sợ nhiều khi em nói lâu rồi cô chú rất gần vậy nó thì nó đâm ra nó nhàm chán ha. Cái đồ này nó được con cái là nó dày cô chú, nó dày dặn, nó dày dặn lắm, nó cái đồ bền nó rất là cao so với những cái dòng máy mà ngang hàng cũng nói ha. Rồi em cũng xin báo giá cô chú mình luôn ha, cái máy này em bán cho cô chú là 3,8 triệu, phí ship toàn quốc cô chú là 100.000, nó là 3,9 triệu cô chú. Hyundai 210 cốt xéo tôi chậm, nó là 7 người gửi cô chú, 7 người năm cốt xéo tôi chậm, giá bán tại chỗ là 3,8 triệu, bao ship toàn quốc 100.000, nó là 3,9 triệu. Rồi giờ nhờ hai anh em mình mô tô Kawa, nó còn nhiều mẫu quá cô chú ơi, em thấy tối quá. Rồi tiếp tục lên cô chú là một cái mẫu máy mới nữa nè, bị có một số cô chú như anh chị mà đặc biệt là anh là mấy chị gái là nhiều, cái tâm lý ở đây em biết á, là có một số chị là lại đây đi với chồng thì không chịu mua máy Nhật bãi cũ, nói chung là thích cái đẹp, dùng chữ là thích cái đẹp, thấy cái máy nào đẹp mới là khoái mua thôi, chứ nói gì thấy cái máy cũ mà sao nói sao một cái máy mới trong thùng mà sao rẻ hơn cái máy cũ. Là vì những cái người nào mà khách hàng mà đã xài máy Nhật bãi thì đa số là chỉ cần nghe tiếng máy, có một số ít bà con là cần thêm vừa tiếng máy vừa ngoại hình nha, còn một số anh chị thì giống như bữa nay em bán hai cái máy dầu về hòn đất không cần rửa. Không cần rửa gì hết, chỉ cần nghe tiếng chạy lên rồi đớp chanh về anh tự xử, về ta còn lấy nhớt ta bôi thêm vô nữa để cho người ta đừng có biết. Cái này là mô tô ca quan cô chú, cái này là cốt xéo tua chậm, cái này là máy 6.5, cái này dành cho cô chú chạy sông nước mà nói gì mình tải nhưng mà kéo nén xịt thuốc rất là giỏi, hoặc mình đi sông nước cô chú. Cái này dành cho những cô chú mà có thu nhập tầm trung ha, chỉ sử dụng dung môi trung tính làm sạch lọc gió. Cái này là thông số nó đều sử dụng tiếng Việt cô chú, đều sử dụng tiếng Việt, nhưng cái này máy này được cái công nghệ của Nhật này, nên mình xài nó có nhiều cái ưu điểm đó cô chú. Công số công nghệ của Nhật, công nghệ của Thái, còn công nghệ của Trung Quốc là những cái dòng máy rẻ. Rồi em cũng xin báo giá cho cô chú mình nha,
Cái máy này em bán cho cô chú là 2,7 triệu tại chỗ cô chú, 2,7 triệu tại chỗ. Còn em bao ship toàn quốc cho cô chú là 2,8 triệu nha. Cái này là những cái máy tầm trung, bà con cô bác cũng như anh chị mình rất là dễ sử dụng, rất dễ mua luôn. Là có một con máy vừa túi tiền mà mình sử dụng được cái rất nhiều thứ luôn cô chú. Bây giờ tiếp cảnh báo nhiệt độ cao, khí độc, giữ khoảng cách an toàn 1m2. À, cái này dán, cái này em ghi là cái dấu hiệu vô chỗ cái bô lửa nè cô chú. À, cô chú nhớ lưu ý, nếu mà cô chú nào đi sông nước thì những cái máy này theo em nghĩ là nó cũng rất là tiện luôn nè. Vì cái giá tiền nó cũng tầm trung. À, cô chú có thể là mình đi giăng lưới mình dễ mau lấy vốn nha. Mình xài một vài năm, có thể mình nếu mình có điều kiện mình phất lên, mình trúng vậy ha, thì cô chú mua những cái máy mắc tiền hơn. Còn trước tiên nó làm khởi nghiệp cho mình là những cái máy này. Rồi 2,8 triệu em bao ship cô chú, bán tại chỗ là 2,7 triệu. Tiếp tục là một em siêu to khổng lồ cho cô chú nè, con Kawa nè. Kawa này em coi em bao nhiêu HP. Cái này là hàng thùng không cô chú, hàng mới. Cái này em thấy trọng lượng nó có ghi đây luôn nè cô chú, 33 đến 34 kg. Tức là cái này nó có thùng luôn là 34 kg, còn bình thường nó là 33 kg. Nè cô chú thấy cái gì không? Made in China. Đa số những cái máy hoặc là linh kiện đều nhập khẩu từ Trung Quốc, là vì lý do là bên Trung Quốc nó nói chung mình không biết nói sao, nhưng mà cái lượng nhân công của người ta nó rẻ hơn bên Việt Nam mình hay sao không biết. Rất nhiều cái thương hiệu lớn em nói giống như iPhone nè cô chú thấy không, mở nắp chụp đích ra vẫn có chỗ linh kiện lắp ráp tại Trung Quốc, nó ngộ vậy đó. Rồi nhờ con móc thùng ra cho cô chú mình coi luôn rồi con trai nhỏ bắt đầu hả, không ai thừa tiếp thôi, tiếp rồi tiếp. Vì cái này em không có nặng, em không có cái hết xăng, phải em còn xăng em test hàng cho cô chú. Trước tiên nhiều ngoại hình này cô chú nhìn nè, cái dòng này thiết kế cô chú nhìn nó rất là dày dặn luôn, từ chụp giật áo gió thùng xăng rất là dày luôn cô chú. Cái này DK390 là 13 HP cô chú, 13 HP, cái tông 88 liền cô chú, 13 HP. Cái này bên em có bán chuyên dịch luôn, cái chuyên dịch của Honda 13 này nếu mà hai cánh cánh thái thì bên em bán 350. Còn cái này nó thiết kế rất là dày dặn luôn, cũng là công nghệ của Nhật nhưng mà được sản xuất tại Trung Quốc. Dòng Daka này em thấy trên thị trường cũng nhiều cô chú, cũng nhiều người sử dụng lắm, là vì lý do nó ngon hơn Yokohama, đồ nó dày dặn hơn, đặc biệt là thùng xăng này cô chú nhìn thấy nó rất là dày luôn. Em quay sơ lược một vòng nó cho cô chú nhìn nha. Nắp cò thiết kế nhìn rất là nổi bật luôn, bù lửa. Cái gì đây? Cái này thích hợp cho cô chú mình đi sông nước cô chú. Đi sông nước thì những cái máy này nó chạy rất là giọt. Rất là giọt. Đa số là anh em đi là những anh em mà đi sông nước là đi nghề biển rồi nè, cần những cái máy công suất lớn để mình chạy. Thì cái này bên em có là 390, 420, 460 luôn cô chú. Còn hiện tại thì cái máy này em đang báo giá cho cô chú là DK390 là 13 HP. Cái máy này bên em bán cho cô chú là 5 triệu bao ship cô chú. Còn cô chú mua tại chỗ thì em tính cô chú là 4,8 triệu nha. Cái máy này phí ship chứ cái tiền đóng thùng á, bên em thông thường là không có để trong cái thùng gì đóng, mà để qua cái thùng mốp coi chú. Vì cái đơn vị vận chuyển có nhầm chỗ cái phần phát cuối á, là bị mốp méo đồ này kia nên bên em rất là sợ, nên mỗi máy giờ là đều phải bỏ vô thùng mốp, nên cái phí có thể là nó tăng thêm mấy chục ngàn coi chú. Nếu mà mình hà tiện 50 ngàn mình mua cái thùng mốp mà lên tới chả nó mốp hoặc cái này kia cô chú không nhận thì đúng ra nó còn lỗ hơn. Nên thà em tăng cái giá tiền lên tí xíu nha, nhưng mà em sẽ đóng cho cô chú thùng mốp nếu mà cô chú có chốt máy này.
Rồi em xin báo giá lại cô chú mình nha. Cái này em tính cho cô chú là 4.8 triệu, bao ship toàn quốc là 200.000 nữa, là 5 triệu. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú ơi. Thì giấc này cũng khuya rồi, để cho anh em về cũng nghỉ ngơi với vợ con em. Đặc biệt là giống như nhịn nè, về có thể mình kiếm đồ nhậu nè, rồi mình thăm bồ nhí mình nè. Ồ, có luôn à, có. Rồi chào tạm biệt cô chú nha. Rồi, cảm ơn hai đứa con nha. Chào cô chú.